Ta làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9. Yêu cầu chúng ta là có ba dung, có ba lọ đựng ba chất rắn. Hãy nhận biết mỗi lọ bằng phương pháp học. Như vậy chúng ta đây chúng ta thấy có kali và clo. Clo này cái tổ khí gặp bạc và chì. NO3 thì luôn luôn tan. NH4 này thì chúng ta thường dùng OH trừ, tức là dùng bazơ tan để nhận biết. Còn thằng này là chúng ta có thể dùng bazơ luôn. Như vậy bài toán này chúng ta chỉ cần dùng 3 giờ. Cụ thể ở đây đó là 3 giờ CaOH 2 lần. Khi đó KCl không tham gia phản ứng. NH4 NO3 để tới dùng với CaOH 2 lần dư. Đây nó sẽ tạo sinh ra khí NH3. Được. NH4 kết hợp OH này. Cái mền biến thành NH3 và nước. Canxi kết hợp với NO3, CaNO3 tất cả hai. Tiếp. CaH2PO4 tất cả hai. Để tới dùng với thằng này. Mình đứng tới dài bạn rồi. Một chất là muối axit khi tới dùng với bazơ thì nó giảm dần tính axit. Ở đây mình cho nó tạo ra muối trung hòa luôn. Như vậy nó là Ca3PO4 tất cả hai. Thằng này cái tủ màu trắng cộng cho H2O. Chúng ta lưu ý với thầy như thế này, các phương trình trên là NH3 chúng ta sinh ra là khí mùi khai, còn dưới này tủ trắng. Bây giờ hiện tượng hoàn toàn khác nhau, do đó nhận biết được. Bây giờ chúng ta đi cân bằng phương trình này. 2H kết hợp với 2OH sẽ tạo thành hai nước. Được chưa? Như vậy nếu như vậy là không đúng rồi. Bởi vì bên này canxi, chúng ta cân bằng canxi trước đi. Đây một canxi, một canxi mà bên này ba canxi. Thì chúng ta đặt đây hai. Khi đó bên này là hai phosphor, hai phosphor đủ này. Đây là bốn hydro, bốn hydro nữa là bao nhiêu? 8 đúng không em? Đây 2 × 4. Kiểm tra lại oxy giúp thầy. 8 x 2 là 4 x 2 là 8. Ở đây 8 này. Cộng cho 8 là đúng không em? Cộng cho 4 nữa là 12. Đây nhiêu? 8, 8 cộng 4 12 đủ này. Được chưa? Còn đây này cân bằng đặt 2 vào NH4, 2 vào NH3, 2 vào nước là xong. Hết câu này.